cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Quân đội Mỹ gần đây đã đưa khoảng 130 binh sĩ cùng các bệ phóng tên lửa di động đến hòn đảo hoang vắng Symbia ở phía tây bang Alaska sau khi phát hiện các tàu và máy bay quân sự Nga tiếp cận khu vực này. Trước đó, 8 máy bay quân sự và 4 tàu hải quân Nga, trong đó có hai tàu ngầm đã đến gần Alaska trong bối cảnh Nga và Trung Quốc đang triển khai chương trình tập trận chung. Thiếu tướng Pat Ryder, phát ngôn viên Lầu Năm Góc cho biết các máy bay Nga không vi phạm không phận của Mỹ. Thiếu tướng Pat Ryder cho biết đây không phải lần đầu tiên chúng tôi thấy máy bay Nga và Trung Quốc ở gần đây và chúng tôi đang theo dõi sát sao những chuyển động như vậy. Trước đó, quân đội Mỹ cũng đã điều binh sĩ đến đảo Semia, cách thành phố Anchorage lớn nhất của Alaska khoảng 1930 km về phía Tây Nam, nơi không quân Mỹ duy trì căn cứ từ thời Thế chiến thứ hai. Theo tờ Stars and Stripes, Thiếu tướng Joseph Hubert, chỉ huy sư đoàn không quân số 11 đóng tại Fort Wainwright, cho hay việc triển khai là bài kiểm tra khả năng di chuyển nhanh của quân đội Mỹ. Ông nói, việc tự kiểm tra thông qua hoạt động lần này và các hoạt động tương tự là rất quan trọng đối với quốc phòng Mỹ, cũng như duy trì khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2018, binh sĩ từ Fort Wayne White được triển khai đến Semia, hòn đảo biệt lập và là nơi hoạt động của căn cứ không quân Ericsson Đây cũng là căn cứ quân sự gần nhất của Mỹ với Nga. Ngoài ra, một đơn vị HIMARS cũng từng được triển khai đến đảo Semia vào năm 2020. Lực lượng đặc nhiệm siêu của Hải quân Mỹ cũng đã tiến hành một cuộc tập trận trên đảo vào tháng 9 năm 2023. Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Dan Sullivan của Alaska cho biết, quân đội Mỹ cũng đã điều một tàu khu trục tên lửa dẫn đường và một tàu của tuần duyên đến khu vực phía tây Alaska, thời điểm Nga và Trung Quốc khai mạc cuộc tập trận quân sự Ocean 24 ở Thái Bình Dương và Bắc Băng Dương. Ông Ryder cho biết quân đội Mỹ sẽ tiếp tục theo dõi sự gia tăng số lượng tàu và máy bay quân sự Nga và Trung Quốc ở khu vực này, nhưng khẳng định đây chưa phải mối đe dọa. Thượng nghị sĩ Sullivan cũng đã kêu gọi tăng cường sự hiện diện quân sự ở quần đảo Aleutian và ủng hộ Mỹ đáp trả mạnh mẽ khi Nga và Trung Quốc tăng cường hợp tác. Những căng thẳng này cho thấy vai trò quan trọng của Bắc cực trong cuộc cạnh tranh quyền lực giữa Mỹ, Nga và Trung Quốc. Do đó, ông Sullivan cho rằng Mỹ nên mở lại căn cứ ở Adak gần quần đảo Aleutian, cơ sở đã đóng cửa từ năm 1997. Tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ vừa tuyên bố đã phát triển tên lửa hành trình GASSM-XR. Theo mang Martin, tên lửa hành trình GASSM-XR là phiên bản nâng cấp của GASSM-ER hiện có. Sự khác biệt chính của tên lửa mới này là tầm bay tăng lên 1.600 km, gần gấp đôi hiệu suất so với các mẫu GASSM thế hệ trước, có tầm bắn lần lượt là 360 km và 980 km. GASSM XR được kỳ vọng trở thành một yếu tố quan trọng để giúp quân đội Mỹ thực hiện các cuộc tấn công chính xác tầm xa nhằm vào những mục tiêu quan trọng. Việc tăng tầm bắn sẽ cho phép những tên lửa này được sử dụng ở khoảng cách xa hơn nhiều so với khu vực chiến đấu, giúp giảm đáng kể rủi ro cho phi công và máy bay tác chiến. GASSMXR vẫn giữ kiểu dáng hình thang và thiết kế tàng hình của dòng GASSM, nhưng có kích thước lớn hơn, giúp tăng đáng kể tầm bắn và trọng lượng đầu đạn lên tới 540 kg. Giống như các phiên bản trước, hệ thống dẫn đường và hệ thống định vị toàn cầu của GASSMXR đã được cải tiến để tăng độ chính xác của tên lửa. Ở phần cuối quỹ đạo bay, mục tiêu sẽ được tên lửa tìm kiếm bằng camera hồng ngoại ở mũi, sai số mục tiêu không quá bán kính 3 m. GASSMXR được thiết kế để tương thích với nhiều nền tảng, có thể được sử dụng cho cả máy bay chiến đấu của Không quân và Hải quân Mỹ. Các vụ phóng thử nghiệm sẽ sớm được tiến hành. Lầu Năm Góc bắt đầu quan tâm đến những phát triển về chủ đề GASSMXR vào năm 2018 và tới năm 2023, Lockheed Martin đã nhận được đơn đặt hàng tên lửa mới. Vì vậy, trong ngân sách quân sự cho năm tài chính 2021, 600 triệu đô la Mỹ đã được hãng này lên kế hoạch chi cho việc sản xuất ở mức độ thấp, một lô 60 quả tên lửa GASSMXR để thử nghiệm và triển khai ban đầu trong quân đội. Lầu Huyết mang tin báo cáo rằng việc sản xuất tên lửa GASSMXR sẽ không yêu cầu tái cơ cấu đáng kể các cơ sở sản xuất dòng GASSM trước đó. Cách tiếp cận này và mức độ thống nhất cao của các thiết kế giúp tăng tốc độ sản xuất và giảm chi phí thành phẩm. Đúng như kế hoạch trước đó, những quả tên lửa GASSMXR đầu tiên sẽ được đưa vào kho vũ khí của Không quân Mỹ ngay trong năm 2024. Những phương tiện mang vũ khí mới đầu tiên sẽ là máy bay nón bom tầm xa B-1B, vốn đã có khả năng sử dụng các sản phẩm khác, thuộc họ GASSM. Trong tương lai xa, các máy bay khác cũng sẽ nhận được tên lửa GASSM XR. Trong bối cảnh căng thẳng Mỹ-Trung Quốc đang ngày càng gia tăng tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, Washington đã cho thấy một thay đổi bất ngờ của mình nhằm tăng cường lực lượng tại đó. Cụ thể, Reuters dẫn lời một giám đốc điều hành trong ngành công nghiệp tên lửa cho biết, xung đột Nga-Ukraine đã làm thay đổi tư duy của Washington. Họ giờ đây tích trữ kho vũ khí lớn với giá cả phải chăng thay vì các loại khí tài đắt đỏ như trước đây. Đơn cử như vừa qua, Mỹ vừa cho thử nghiệm một loại bom gắn thiết bị dẫn đường GPS giá rẻ và đầu dò có thể theo dõi các vật thể chuyển động mang tên Quick Sync. Loại bom này được phát triển bởi Boeing và sử dụng thiết bị của BAE Systems. Thực chất bom diệt tàu Quick Sync được hoán cải từ bom GPU 31B JDAM, song vẫn giữ nguyên hệ thống dẫn đường quán tính, hỗ trợ bởi định vị vệ tinh ở đuôi. Tuy nhiên, vũ khí được trang bị đầu dò loại mới lắp ở mũi, có thể hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết trên biển. Đầu dò này dường như được trang bị radar và ứng dụng thiết kế đa năng cho phép quả đạn tìm kiếm và khóa mục tiêu trong quá trình lao tới mục tiêu. Với trọng lượng khoảng 900 kg, Quick Sync có cấu hình phù hợp để Mỹ có thể trang bị trên nhiều loại máy bay khác nhau từ phi cơ thả bom hạng nặng hay cường kích đều có thể mang được quả bom này để tấn công mục tiêu. Tháng 4 năm 2022, không quân Mỹ đã gây chấn động dư luận khi công bố đoạn băng quay lại cuộc thử nghiệm máy bay F-15E Strike Eagle mang bom dẫn đường Quick Sink đánh chìm tàu hàng mục tiêu di chuyển trên biển. Và cho tới tháng 8 năm nay, không quân Mỹ tiếp tục sử dụng máy bay ném bom tàng hình B-2 trong cuộc thử nghiệm tại Vịnh Mexico để tấn công tàu mục tiêu bằng loại bom này. Theo một kịch bản, Quân đội Mỹ sẽ sử dụng tên lửa chống hạm tầm xa LRASM hoặc tên lửa SM6 để tấn công tàu chiến và radar của đối phương, sau đó bắn phá tàu bằng các loại vũ khí giá rẻ hơn như Quick Reuters dẫn lời một giám đốc điều hành trong ngành cho biết, bộ tư lệnh Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương của Mỹ muốn có hàng nghìn vũ khí Quick nhưng từ chối tiết lộ con số chính xác vì đây là thông tin mật. Ngoài Quick thì hồi tháng 4 năm nay Mỹ cũng đã cho triển khai hàng loạt giàn phóng tên lửa Typhoon mới đến Philippines để tập trận. Hệ thống tên lửa đất đối đất tầm trung MRC Typhoon được Lockheed Martin thiết kế và có giá thành khá phải chăng. Nó sử dụng hệ thống phóng thẳng đứng MK-41 từ biển và được sửa đổi để hoạt động trên bộ. Typhoon có thể phóng đi các tên lửa SM-6 và Tomahawk vào những mục tiêu trên biển. Bản tin CNN mới đây dẫn lời hai quan chức Mỹ cho biết, thỏa thuận biện pháp đặc biệt SMA từng khiến quan hệ đồng minh Mỹ-Hàn trở nên căng thẳng dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo thỏa thuận hiện tại, mỗi năm Hàn Quốc sẽ phải chi 1 tỷ đô la Mỹ cho phía Mỹ. Hai bên đã tiến hành nhiều vòng đàm phán nhằm đạt được một thỏa thuận mới. Vòng đàm phán thứ bảy cũng là vòng đàm phán mới nhất đã kết thúc vào cuối tháng 8. Giới chức Mỹ cho rằng, phía Hàn Quốc đang rất muốn đạt được thỏa thuận trước thời điểm diễn ra cuộc bầu cử Mỹ do các cuộc đàm phán trước đó gặp nhiều sóng gió. Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ dù từ chối thông tin chi tiết về tiến trình các cuộc đàm phán, song cho biết Mỹ mong muốn đạt được kết quả công bằng và khách quan nhằm giúp tăng cường năng lực sẵn sàng chiến đấu cho binh sĩ Mỹ tại Hàn Quốc. Đồng thời duy trì lâu dài mối quan hệ đồng minh Mỹ-Hàn, giới chức Mỹ từng thảo luận với phía Hàn Quốc về chủ đề này. Tuy nhiên, một vài quan chức Mỹ lo ngại việc đạt được thỏa thuận SMA vào thời điểm hiện tại có thể sẽ vấp phải sự chỉ trích từ phía ông Trump. Họ cũng không muốn liên minh Mỹ Hàn rơi vào tầm ngắm của ông Trump, nếu cựu tổng thống Mỹ tái cử vào tháng 11 tới. Mỹ và Hàn Quốc khởi động vòng đàm phán đầu tiên về SMA từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 4 tại Hawaii. Sau đó mỗi tháng lại tổ chức từ 1 tới 2 vòng đàm phán. Hai bên đã khởi động các vòng đàm phán trong bối cảnh có suy đoán rằng nếu cựu tổng thống Donald Trump tái đắc cử tổng thống Mỹ tại cuộc bầu cử tháng 11 tới, ông có thể kêu gọi tăng mạnh phần đóng góp chi phí của Hàn Quốc để duy trì lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc. USFK theo đó có thể gây ra căng thẳng cho liên minh mỹ hàn SMA quy định mức đóng góp của hàn quốc trong khoản chi phí dành cho lực lượng quân đồn trú của mỹ bao gồm ba hạng mục là chi phí nhân công chi phí xây dựng quân sự và chi phí hỗ trợ vật tư hậu cần Hiệp định SMA lần thứ 11 ký năm 2021 có hiệu lực tới cuối năm 2025, trong đó mức đóng góp trong năm 2021 của Hàn Quốc là 1.183,3 tỷ won, tương đương 892,2 triệu đô la Mỹ, tăng 13,9% so với năm trước. Mức tăng trong các năm tiếp theo cho tới năm 2025, tương đương mức tăng ngân sách quốc phòng của Seoul. Theo một cựu quan chức của Mỹ, khả năng Mỹ Hàn sớm đạt được một thỏa thuận SMA mới hoàn toàn có thể xảy ra. Tuy nhiên, các nguồn tin hiện tại không tiết lộ chi phí trong thỏa thuận mới mà hai bên đang thảo luận cũng như liệu thỏa thuận SMA mới có thể đạt được vào cuối năm nay hay không. Bên cạnh đó, việc đạt được thỏa thuận SMA mới được cho là sẽ phức tạp hơn so với những lần trước đó, trong bối cảnh thỏa thuận lần này sẽ phải được Quốc hội Hàn Quốc do phe đối lập chiếm đa số thông qua, trong khi đó Quốc hội Mỹ lại không có được quyền hạn này. Chính vì thế, một vài cựu quan chức Mỹ đã lên tiếng cảnh báo Hàn Quốc không nên quá vội vã trong việc sớm đạt thỏa thuận SMA, bởi điều này có thể gây phản tác dụng nếu ông Trump quay trở lại Nhà Trắng. Theo ông David Markwell, chuyên gia tại Quỹ vì sự phòng vệ dân chủ nhận định, ông Trump hoàn toàn có thể tự tay xé bỏ thỏa thuận mới được thông qua nếu ông trúng cử Tổng thống Mỹ và phản đối những điều khoản trong thỏa thuận SMA mà chính quyền tiền nhiệm đã thông qua với phía Hàn Quốc.